Tin mừng theo Thánh Luca. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Cảm tạ thiên ân. Thầy Nguyễn Khắc Dương, một giáo sư triết học lỗi lạc, sau khi đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, thầy đã viết cuốn hồi ký với tựa đề Vì người đã xót thương chút phận, để cảm tạ những hồng ân mà Thiên Chúa đã đổ xuống trên cuộc đời thầy, biến đổi thầy từ một người theo truyền thống nho giáo thành một tu sĩ Chúa Kitô. Trước hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã tặng ban cho Đức Maria là được làm mẹ ngôi hai Thiên Chúa, mẹ đã hết sức vui mừng và hân hoan ca tụng Thiên Chúa qua bài ca Magnificat: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Khi mẹ được người chị họ là bà Elizabeth khen ngợi là người có phúc và gọi mẹ là thân mẫu Thiên Chúa, mẹ cảm tạ Thiên Chúa đã không chê bỏ thân phận thấp hèn của cô thôn nữ vô danh, mà đã đoái thương nhìn đến và nâng lên địa vị cao trọng mà muôn thế hệ không ngớt lời ngợi khen mẹ là người diễm phúc. Lạy Chúa, sau một ngày làm việc vất vả hay sau những biến cố xảy ra trong cuộc đời, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa và cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng con và gia đình chúng con. Amen.